Rồi, hello, chào các bạn nha. Bây giờ là sẽ xay các bạn ơi. Sẽ ép ép làm sinh tố thì trước khi ép thì sẽ cắt từng trái này ra. Cắt nhỏ nó ra thì mới bỏ vô đây được. Đây. Trái ha. Trái rất là nhỏ. Thì mình cắt đôi nó ra. Bây giờ trái này cứng quá các bạn ơi, không biết có ép được nổi hay không, nó cứng nhắc à. À cứng lắm rồi ơi. Ngon lắm, mày nó mày rửa sạch đi xong mày xay ngon vô cùng. Cứng nhắc à, mày ngon không? vô đây sao ép Cắt nhau nữa. Rồi. Cắt nhau nữa nhé, ép cái bàn cắt. Đây sau khi cắt ra nè, nó cứng nhắc. Cắt cho nó thử cái ruột. Cũng ngọt ngọt. Hơi hơi ngọt ngọt. Cũng ok đúng không? Biết nó có ép nổi hay không đây nữa. Không có nước các bạn ơi. Ép thì ép được rồi đó, không không có nước, không có miếng nước nữa hết. Khô quéo quẹo à. À nó ra nước rồi. Đây nè, trái chín nè. Đó. Trái chín nó thơm lắm. Đó, sau khi cắt ra là cái ruột nó như thế này, nó là những trái dứa nhỏ, trái dứa tí hon thôi, mùi nó cũng thơm phức. Đó, một cái dĩa mình cắt ra nè.
các bạn. Xong rồi các bạn ơi, trái rất là cứng nha, nhưng mà trái nhỏ đâu, đây là những thành quả, đây là những cái bã của nó sau khi đã thơm lắm. Rồi xong rồi, đem ra vệ sinh. Mình stop clip ở đây nha các bạn. Chào các bạn nha.